Chương thứ 7. Phật thuyết minh tánh của các đại vốn không ngăn ngại gì nhau. Nhằm khi thị chân lý sắc không, không sắc. Bấy giờ, ngài Phú Lâu Na Di La Ni Tử ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay cung kính bạch với Phật rằng: Thế Tôn khéo vì chúng sinh mà diễn bày đệ nhất nghĩa đế. Từ lâu Thế Tôn thường khen con là thuyết pháp đệ nhất trong hàng người thuyết pháp. Vậy mà nay con nghe pháp âm nhiệm màu Như Lai vừa dạy, chẳng khác nào người điếc cách xa trăm bước lắng nghe tiếng muỗi mỏng. Muỗi mỏng còn không thấy, còn nói gì đến chuyện nghe. Dù Phật dạy rõ ràng nhưng chưa hiểu rốt ráo, làm tâm con nghi hồ mơ hoặc như các ngài A Nan, vì họ tuy đã khai ngộ nhưng tập lậu chưa trừ. Còn chúng con là những người đã được vị vô lậu trong chúng hội, mọi tập lậu đã sạch, nhưng khi nghe Như Lai thuyết pháp này, sao chúng con vẫn còn bối rối nghi ngờ hối hận. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các thứ là năm ấm, 12 xứ, 18 giới và 7 đại trong thế gian đều là hiện tượng biểu hiện xuất phát từ tánh thanh tịnh bản nhiên của Như Lai Tạng, vậy thì tại sao Như Lai Tạng bỗng nhiên lại sanh các tướng hữu vi vô thường, vận động thay đổi trước sau vô cùng vô cực như thế? Bạch Thế Tôn, Như Lai cũng đã từng nói: Địa, thủy, hỏa, phong, 4 đại bản tánh viên dung khắp cùng khắp giới vắng lặng thường trú. Bạch Thế Tôn, nếu địa đại cùng khắp thì làm sao dung được thủy đại? Nếu thủy đại cùng khắp thì làm sao hỏa đại có điều kiện phát sinh? Làm sao có thể hiểu biết được rằng thủy đại và hỏa đại đều cùng khắp pháp giới mà không đối kháng hủy diệt nhau? Bạch Thế Tôn, tánh địa đại thì ngăn ngại, tánh hư không là rỗng suốt. Làm sao có sự kiện hai đại đồng khắp cùng trong một bầu pháp giới? Con không biết nghĩa ấy là thế nào. Xin Phật Rĩ Long Từ vén mây mê lầm cho con và đại chúng. Nói lời ấy rồi, Tôn giả Phú Lâu Na năm vóc reo xuống đất, kính mong lời dạy từ bi vô thượng của Đức Như Lai. Sau khi Đức Phật đã thu ngũ uẩn, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới và thất đại về Như Lai Tạng bản thể, tức là tánh thanh tịnh bản nhiên, thì các vị có căn cơ đại thừa đều nhận rõ tâm tính viên mãn sáng suốt. Duy chỉ có các vị trong hàng thanh văn tuy đã phá được chấp ngã nhưng vẫn còn chấp pháp, cho nên không thấu rõ cái chân đối với cái vọng mà chưa lãnh hội được. Vì thế ngài Phú Lâu Na đại diện các vị định tánh A-la-hán mà hỏi Phật hai điều như sau. Thứ nhất, tại sao trong Như Lai Tạng tánh vốn thanh tịnh bản nhiên bỗng dưng lại chuyển biến sinh ra những hiện tượng hữu vi như núi, sông, đất, liền? Sự thật tất cả hiện tượng vạn pháp đều cùng chung một bản thể là Như Lai Tạng. Từ trong Như Lai Tạng, bản thể vận động biến chuyển duyên khởi những chủng tử mà tạo tác hình thành các loài hữu tình và vô tình chúng sinh. Hiện tượng này còn được gọi là bất biến tùy duyên của pháp giới duyên khởi. Thứ hai, địa thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức thì trong bảy đại này tính chất có đối kháng nhau. Thí dụ nước kỵ lửa kỵ, gió kỵ đất. Nếu thế thì tại sao chúng có thể dung hợp được với nhau trong Như Lai Tạng mà không tương tàn tương diệt? Phật dạy rằng tánh sắc chân không, nghĩa là tánh của sắc là không, mà hư không thì bao trùm bao la vô cùng vô tận. Tánh không chân sắc nghĩa là trong hư không đã có đủ tất cả tánh chất của sắc, hay nói chung của địa, thủy, hỏa, phong. Nhưng từ cái thể tánh thanh tịnh của hư không, khi hội đủ nhân duyên sẽ biến hiện thành ra sắc. Tuy thủy đại đầy khắp hư không pháp giới, tức là nơi nào trong không gian vô tận cũng đều chứa nước, mà nước đâu có dập tắt được lửa, tức là hỏa đại, và nước cũng không làm ngập chìm cả thế gian, nên Phật nói rằng tánh thủy chân không. Trong hư không, tức là pháp giới không đại, vốn không phải nước, tức là thủy đại.
vậy mà trong không đại khắp đầy thủy đại. Do đó, Phật mới dạy rằng tánh không chân thủy. Hỏa đại cũng thế, lửa thì đầy khắp hư không mà không làm cháy nhà cửa, xe cộ, núi rừng hay vạn hữu thế gian. Vì vậy, Phật mới nói rằng tánh hỏa chân không. Trong hư không vốn không có lửa, nhưng khi chúng sinh cần thì lửa sẽ có trong hư không. Cho nên Phật dạy rằng tánh không chân hỏa. Nói tóm lại, tánh của các đại vốn không ngăn ngại gì nhau. Vì thế, tuy trong hư không có đầy đủ các đại mà chúng không tương tàn tương diệt, vì các đại cùng chung một thể tánh, đó là chân không, tức là bất biến. Thế nào là định tánh A-la-hán? Khi đã đoạn trừ hết kiến hoặc, tư hoặc và vi tế hoặc thì chứng được quả vị A-la-hán. Các vị A-la-hán tuy đã trừ được phiền não chướng, nhưng chi kiến chướng, tức là vô minh, thì chưa phá nổi. Niết bàn mà chư vị A-la-hán có chỉ là hóa thánh, nghĩa là đây chỉ là tiểu niết bàn chứ chưa phải là bảo sở niết bàn, tức là sự thanh tịnh, tịch diệt rốt ráo hoàn toàn của các vị Bồ Tát chư Phật. Nếu các vị A-la-hán muốn tiến tu để phát huy trí tuệ đại thừa mà hoàn thành Phật đạo thì gọi là tuệ tánh A-la-hán. Còn nếu họ thỏa chí với quả vị A-la-hán mà không chịu tiến tu thì họ là định tánh A-la-hán. Vì không chịu tiến tu và phát tâm Bồ Đề mà chỉ muốn an hưởng Niết Bàn cho riêng mình, nên Đức Phật đã từng của trách và gọi họ là mầm thối và hạt giống bị đốt cháy, không lợi ích cho chúng sinh. Tôn giả Phú Lâu Na không biết nguyên nhân sanh khởi, ra nhân sinh vũ trụ và không ngộ được chân tánh viên dung, nên không biết được sự diệu dụng của thế giới bản thể và hiện tượng. Chỉ có Đức Thế Tôn là người đã đạt được nhất thiết chủng trí mới có thể thấu hiểu tận nguyên nhân sinh khởi của nó. Tới đoạn kinh này, Đức Phật muốn khai thị một giáo lý thẩm thâm vi diệu của nhà Phật, đó là sắc tức là không và không tức là sắc, nằm trong Bát Nhã Tâm Kinh. Trong Phật giáo, danh từ sắc và không rất phổ thông khi nói về thế giới hiện tượng và bản thể. Vậy thế nào là không? Có ba thứ không người đệ tử Phật cần nên để ý. Thứ nhất, cái không thứ nhất là rỗng không, nghĩa là cái không này từ vô thỉ nó không có mà mãi về sau nó cũng chẳng có gì. Cái không rỗng tuét này thì nhà Phật gọi là ngoan không, và nó không dính dáng gì với cái không của nhà Phật. Thứ hai, đương thể tức không. Khi con người hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời thì họ thấy rằng tất cả vạn pháp trong thế gian là giả tạm, không bền, không chắc, có đó rồi mất đó. Vì thế cho dù thế gian vũ trụ vẫn sờ sờ trước mắt, nhưng dưới mắt của họ tất cả đều là không. Tại sao là không? Bởi vì vạn pháp là do nhân duyên tác tạo hình thành, nên đến khi duyên tan thì nó sẽ hoại diệt. Vì thế sinh sinh diệt diệt, không có gì là trường cửu cả. Đó là tại sao ngày xưa Đức Phật tuy vẫn sống trong thế gian này, nhưng đối với Ngài tất cả đều là không, nên Ngài mới có vô thượng Niết Bàn và vô thượng Bồ Đề. Thứ ba, cái không mà được dùng rộng rãi trong Bát Nhã Tâm Kinh là sắc tức là không và không tức là sắc, thì nhà Phật gọi là chân không mà diệu hữu. Tất cả vạn pháp trong thế giới hữu vi như trời, trăng, mây, nước, chim bay, cá lặn mà con người nhận biết được thì gọi là có. Nhưng cũng trong cái thế giới vũ trụ bao la vô cùng vô tận này, cái mà con người không nhận thấy, biết được thì gọi là không. Mặc dù con người gọi nó là không, nhưng chính bên trong nó, diệu hữu, nghĩa là nó có tất cả những dữ kiện, những nguyên nhân, những chủng tử, để khi hội đủ duyên thì nó sẽ biến thành cái có. Nói cách khác, cái có là cái mà mắt thấy được như núi, sông, trời, trăng, mây, nước, còn cái không là cái mà mắt không thấy được. Nhưng thật sự trong cái không đó có chứa đầy đủ các chủng tử của vạn pháp, những yếu tố, những dữ kiện để khi hội đủ nhân duyên thì nó sẽ tổng hợp mà hình thành ra vạn pháp. Do đó cái không này chính là chân không, mà diệu hữu
tức là bất biến tùy duyên, nghĩa là khi tĩnh thì tất cả là không, còn khi động thì mọi vật đều là có. Sự chuyển biến hình thành một cách huyền diệu này chỉ có thể dùng trí mà biết, chứ không thể dùng mắt thường mà biết được. Thí dụ không khí là vô hình vô sắc nên mắt thường không thấy được, nên gọi nó là không. Nhưng khoa học ngày nay phân tích và xác định rằng trong không khí có chứa biết bao hóa chất như dưỡng khí oxygen, khí nitrogen, hơi nước và biết bao hóa chất khác. Nếu không có dưỡng khí oxygen thì làm sao con người và sinh vật sống được? Nhưng đâu có ai biết oxygen ở chỗ nào. Cũng dựa trong thí dụ trên là trong không khí thì nơi nào cũng có chứa rất nhiều hơi nước, nhưng mắt thường không thấy biết được hơi nước, nên chúng ta một lần nữa gọi không khí là không. Nhưng bây giờ nếu nhiệt độ không khí giảm xuống và có tiếng sấm, tức là luồng điện tạo ra phản ứng hóa học, thì hơi nước sẽ chuyển thành mưa. Hơi nước là không, mà khi hội đủ nhân duyên thì từ hơi nước tức là không biến thành mưa tức là có. Vậy trong cái không có chứa tất cả những dự kiện như địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Nói cách khác, trong không gian vũ trụ này thì chỗ nào cũng có đại địa, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại, tức là nhận thức trực giác, và thức đại tức là nhận thức tư duy, phân biệt. Trong không gian vô cùng vô tận có chứa đầy đủ địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại, nên từ đó con người, sinh vật và vạn pháp mới được cấu tạo hình thành một cách mầu nhiệm. Thí dụ nước Việt Nam năm 1975 dân số chỉ có khoảng 20 triệu người, nhưng đến năm 2010 thì có gần 100 triệu. Nước Trung Hoa thì tăng từ 400-500 triệu đến ngoài 1 tỷ 3 người. Ở Hoa Kỳ cũng thế, năm 1975 dân số chỉ có khoảng 200 triệu, mà ngày nay sau 35 năm đã tăng lên trên 350 triệu. Nói chung khắp nơi trên thế giới, nước nào dân số cũng tăng vọt. Nếu lý luận theo tư tưởng thường kiến là khi một người chết thì linh hồn vẫn tồn tại để nhập vào và tái sinh thành một con người mới. Vậy nếu có 1 triệu người chết mà lại sinh ra trên thêm 100 triệu người mới thì tư tưởng thường kiến giải thích hiện tượng này như thế nào? Linh hồn mới ở đâu mà nhập vào để tăng vọt dân số nhanh như vậy? Phật giáo hoàn toàn phủ nhận tư tưởng thường kiến, vì không có một linh hồn nào tồn tại sau khi chết cả. Hay nói cách khác, trong Phật giáo không có cái gì gọi là linh hồn. Cái mà con người lầm lẫn gọi là linh hồn thì thật ra chỉ là những chuỗi thức kết nối liên tục trong cuộc sống. Chuỗi thức cuối cùng trước khi chết sẽ kết nối với thức đầu tiên của đời sống mới, và cứ như vậy mà tiếp diễn không ngừng từ đời này sang đời khác. Nhưng trong không gian kiến đại và thức đại lúc nào và ở nơi nào cũng có, trùm khắp pháp giới. Vì thế khi nhân duyên hội tụ đầy đủ dựa theo nghiệp lực của họ thì thất đại hòa nhập mà kiến tạo nên con người. Nói cách khác, nếu có bao nhiêu con người sinh ra thì kiến đại, thức đại tác động vào mà kiến tạo để cho con người có đầy đủ kiến, văn, giác, chi. Kiến văn giác chi là cánh cửa của lục căn, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý của con người, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, ý biết lục căn chia làm 4 bộ. Kiến thuộc về mắt, văn thuộc về tai, giác thuộc về mũi, nếm thuộc về thân, chi thuộc về ý. Trong Bát Nhã Tâm Kinh đã giải thích rõ ràng rằng sắc tức là không, không tức là sắc, thức tức là không, không tức là thức. Vì thế thân xác tức là sắc, khi sống tức là không, vì tự nó không có tự thể, và khi chết thì cũng từ cái không ấy lại tác tạo để hình thành cái thân xác, tức là sắc khác. Thức cũng vậy, khi sống thì thức tức là không, vì thức là huyền hóa không thật, nhưng khi chết rồi thì thức tức là không trong không gian lại tác động vào thân xác mới để có đủ những đức tính thấy, nghe, hay, biết, tức là thức của một con người.
Chỉ có tư tưởng thâm sâu trong kinh Lăng Nghiêm mới giúp cho chúng sinh thấu hiểu rõ ràng việc kiến tạo, hình thành chẳng những cho con người mà còn áp dụng cho tất cả nhân sinh vũ trụ. Phật chỉ nguồn gốc vọng tưởng của hiện tượng tâm lý. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ông Phú Lâu Na và các đại A-La-Hán rằng: Nay Như Lai vì đại chúng chỉ bày tánh chân thắng, nghĩa trong thắng nghĩa, khiến cho hàng định tánh thanh văn chưa được nhân không và pháp không hướng về đại thừa. Các ông hãy lắng nghe cho kỹ, tôi sẽ vì đại chúng mà nói. Phật dạy rằng: Phú Lâu Na, như ông vừa nói, đã là bản nhiên thanh tịnh, tại sao bỗng nhiên lại sinh ra ấm, nhập, xứ, giới, núi sông, đất liền, sum la vạn tượng? Ông có nghe Như Lai đã từng dạy rằng tánh giác là diệu minh, bản giác là minh diệu hay không? Bạch Thế Tôn, con đã nghe. Phú Lâu Na thưa: Ý ông hiểu như thế nào? Tánh giác tự minh mà gọi là giác, hay tánh giác không minh phải dùng tánh minh để minh tánh giác? Ngài Phú Lâu Na bạch với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, tánh giác tự minh nên gọi là tánh giác diệu minh. Nếu tánh giác không minh thì còn lấy gì để gọi là minh tánh giác? Phật dạy rằng: Đúng vậy Phú Lâu Na, nếu tánh giác không tự minh thì không lấy cái gì để minh tánh giác. Và nếu tánh giác là cái sở minh thì không còn gọi là tánh giác nữa. Vậy nên ông nên hiểu rằng tánh giác vốn minh, mà chúng sinh lầm tưởng phải nhờ cái minh để minh tánh giác. Sự thật tánh giác vốn không phải là cái sở minh, nhân vì lầm tưởng mà tánh giác trở thành ra sở. Cái vọng về sở đã thành, tất cái vọng năng của ông, nguồn gốc của vọng tưởng phát nguyên là như vậy. Đức Phật muốn triển dương một chân lý mới mà các vị A-la-hán chưa thấu suốt. Thắng nghĩa còn được hiểu là liễu nghĩa, dựa theo thành duy thức luận. Tất cả lời Phật dạy đều là thắng nghĩa. Tuy nhiên, trong các thắng nghĩa cũng có cao có thấp và được chia ra làm bốn loại như sau. Thứ nhất, thế gian thắng nghĩa là phân tích ra năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, 7 đại. Thứ hai, đạo lý thắng nghĩa dạy về tứ diệu đế, tức là khổ, tập, diệt, đạo. Thứ ba, chứng đắc thắng nghĩa dạy về nhị không chân như, nghĩa là phá trừ chấp ngã, chấp pháp mà chứng được chân như. Thứ tư, thắng nghĩa dạy về nhất chân pháp giới, tức là đệ nhất nghĩa đế mà Đức Phật đang chỉ dạy trong đoạn kinh này. Cũng trong duy thức luận có năm lớp quán từ địa vị tư lương là: Nài trí vị khởi thức, cầu trụ duy thức cảnh, ư nhị thủ tùy miên, du vị năng phục diệt. Nghĩa là từ khi chúng sinh chưa biết tu hành đến khi tu theo duy thức mà vẫn còn hai món thủ trong tâm trí chưa hóa giải hết được, là năng thủ, tức là chấp ngã đối với mình, và sở thủ, tức là quan niệm chấp pháp đối với vạn vật, thì người tu như vậy gọi là tu du vị. Bài quán cho địa vị gia hành kết tiếp rằng: Hiện tiền lập thiểu vật, vị thị duy thức tánh, dĩ hữu sở đắc cố, phi thật trụ duy thức. Nếu người tu theo duy thức mà còn thấy có mục tiêu để mong đạt đến để viên thành Phật tánh của duy thức thì không bao giờ tu thành duy thức được, vì lòng còn mong mỏi, tức là tâm vẫn còn tham. Bài quán thứ ba là: Nhược thời ư sở duyên, chí đô vô sở đắc, nhĩ thời trụ duy thức, ly nhị thủ tướng cố. Nghĩa là khi nào chúng sinh nhìn sự vật hiện tượng vạn pháp, tức là sở duyên, tức là đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì thấy, nghe, ngửi, biết tất cả mà như là không thấy biết gì hết, thì mới tu hành thành tựu theo duy thức được. Bởi vì chính họ đã xa lìa được hai chấp là chấp ngã và chấp pháp. Bài quán thứ tư là: Vô đắc bất tư nghỉ, thị xuất thế gian trí, xả nhị thô trọng cố, tiện chứng đắc chuyển y.
nghĩa là bất cứ chúng sinh nào mà tu hành đến chỗ không còn thấy mình, chứng đắc gì hết, thì người đó mới đạt được cái trí suốt thế gian. Nhưng thế nào là vô đắc? Chuyên phương diện tu hành, người đệ tử Phật làm tất cả điều thiện, lìa xa tất cả những điều ác mà thấy mình chẳng có chứng đắc công đức, phước đức gì hết. Trên phương diện độ sanh, người đệ tử Phật độ cho tất cả chúng sinh mà thấy chẳng có chúng sinh nào được mình độ, nghĩa là thi ân bất cầu báo vậy. Trong Bát Nhã Tâm Kinh cũng xác định rằng dĩ vô sở đắc cố, nghĩa là không có cái gì gọi là chứng đắc cả. Cái thanh tịnh Niết Bàn và trí tuệ Bồ Đề vốn đã có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh, nhưng vì bị vô minh che lấp nên con người không thấy biết vậy thôi. Nay nếu chúng sinh biết hồi đầu thị ngạn, quay thuyền trở lại bến xưa, thì Niết Bàn hiển lộ, Bồ Đề phát hiện, chứ đâu có chứng đắc cái gì mà cầu với mong. Hai câu sau nghĩa là nếu chúng sinh có thể lìa được hai chướng là phiền não chướng và chi kiến chướng, tức là thô trọng, thì có Niết Bàn, có Bồ Đề. Nói cách khác là chúng sinh chuyển phiền não thành Niết Bàn, chuyển vô minh sinh tử thành trí tuệ Bồ Đề. Bài quán thứ năm là thử tức vô lậu giới, bất tư nghỉ thiện tường, an lạc giải thoát thân, Đại Mâu Ni Thanh Pháp. Và bài kệ sau cùng là thử chư pháp thắng nghĩa, diệt tức thị chân như, thường như kỳ tánh cố, tức duy thức thật tánh. Sau cùng, người đệ tử Phật hiểu thấu suốt được như vậy thì mới hiểu được thắng nghĩa, tức là chân lý tột cùng của vạn pháp. Hiểu được như vậy cũng có nghĩa là hiểu được lý chân như, tánh thường như của vạn pháp và thật tánh của duy thức. Thật vậy, trong đệ nhất nghĩa đế thì tất cả các pháp, dù thánh hay phàm, đều là bình đẳng, bởi vì hiện tượng vạn pháp cùng chung một bản thể Như Lai Tạng. Người đệ tử Phật nếu có niệm viễn ly để buông xả thì chính họ có được an vui, thanh thản và tự tại. Mà muốn đạt đến trình độ này thì họ phải phá chấp ngã và chấp pháp để có được nhân không và pháp không. Nhân không có nghĩa là thấy mình không thật nên không tham ái mà khổ vì thân. Còn pháp không là nhận biết thế gian vũ trụ cũng là không thật, có đó rồi mất đó nên tâm không dính mắc. Khi chúng sinh đã có được nhân không và pháp không rồi thì bây giờ chỉ có một con đường duy nhất để hoàn thành Phật đạo là nhất thừa Phật giáo, cũng như trăm sông cùng đổ về biển lớn như Phật đã thuyết trong kinh Pháp Hoa. Vậy thế nào là tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu? Tất cả chúng sinh, từ loài hữu tình đến vô tình, đều có chung tự tánh thanh tịnh bản nhiên mà nhà Phật gọi là tánh giác. Tánh giác mà tác động vào con người thì gọi là Phật tánh, còn tác động vào các loài vô tình như cỏ cây, hoa lá thì gọi là Pháp tánh. Thế thì từ con người cho đến đất nước, cây cỏ, núi cao, rừng thẳm đều cùng có tự tánh thanh tịnh như nhau, không có cái gì gọi là tội lỗi, phiền não, khổ đau cả. Nguyên nhân mà có phiền não là do cái nhìn, thấy, biết chứa đầy vọng niệm mà nhìn với tâm phân biệt. Nói cách khác, con mắt của mình là năng phân biệt, để nhìn đối tượng là sở phân biệt. Đây chính là do vọng mà sinh ra năng và sở. Thí dụ như tất cả con người, ai ai cũng đều là do thất đại hội tụ lại mà thành, nghĩa là bất cứ con người nào cũng đều có địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, tức là thất đại, giống như nhau, cho nên không có con người nào có tội lỗi hay phiền não chi cả. Còn vạn pháp trong thế gian thì cũng được kết thành bảy địa, thủy, hỏa, phong, không, tức là ngũ đại, thì đâu có cái gì tự nó có phiền não hay tội lỗi chi. Nhưng khi mắt thấy hoa đẹp, nhà sang, xe tốt, làm cho tâm phân biệt mà có sự lấy hay bỏ, thích hay không thích, thương hay ghét. Đây là do vọng niệm phân biệt phát khởi và là nguyên nhân gây ra mọi phiền não khổ đau của con người. Cái mà con người cho rằng tội lỗi xấu xa là do cái nhìn có vô minh, tham đắm của mình mà ra. Khi vọng niệm phát khởi phân biệt
thì nhìn cái gì cũng mê, cũng thích, cũng muốn chiếm lấy, thì đây chính là vận đục, đeo trước con mắt khiến cho con người nhìn thế gian là bất toàn, khổ não. Nhưng nếu bây giờ lấy cái vận đục kia đi và cũng nhìn cái thế gian đó với tâm trong sáng thanh tịnh, thì cái tội lỗi khổ đau kia sẽ biến mất và thế giới biến thành an vui cực lạc. Vậy ai cột trói mình? Chính mình tự cột trói lấy mình, tự mình chuốc lấy bao nhiêu là hệ lụy của phiền não khổ đau. Bỏ vọng chấp thì có cuộc sống an vui tự tại, nghĩa là tự mình không trói mình thì cần gì phải cởi trói. Tánh giác vốn minh chứ không cần phải nhờ cái minh bên ngoài, tức là sở minh, để minh tức là nhận biết các sự vật của tánh giác, nghĩa là tánh giác vốn trong sáng thanh tịnh. Thường diệu, thường minh nên gọi là tánh giác diệu minh. Nhưng khi con người lầm lẫn chạy theo vọng chấp, nghĩa là sở minh bên ngoài để chuyển năng minh bên trong của mình, mà có sự phân biệt để tạo nghiệp và tự trói mình trong sinh tử khổ đau. Khi chúng sinh biết hồi đầu thị ngạn, quay thuyền trở lại bến xưa, thì tánh giác bây giờ trở thành bản giác, nghĩa là giác tánh bản lai sẵn có của mình. Bản giác ấy thường minh và thường diệu, nhưng trong bản giác, minh và diệu luôn luôn hợp với nhau, chứ không tách rời nhau trong lúc phát khởi vọng thức mê lầm ở trên. Vì thế mới gọi là bản giác minh diệu. Nói cách khác, Phật tánh có ba, đó là chánh, nhân, duyên nhân và liễu nhân. Trong mỗi chúng sinh, tánh màu nhiệm sẵn có vốn tự viên thành, không nhờ vào công phu tu tập nên gọi là chánh nhân. Bây giờ nếu chúng sinh phải nhờ minh sư hay thiện tri thức khai phát thì Phật tánh mới hiện bày. Đây là nhờ duyên khởi nên gọi là duyên nhân. Sau cùng, nhờ công phu tu tập rồi mới ngộ nên gọi là liễu nhân. Do đó tánh giác diệu minh chính là chánh nhân Phật tánh, còn bản giác minh diệu là liễu nhân Phật tánh vậy. Đã là tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu, thế nhưng tại sao con người có thể bị mất đi cái đó, để rồi phải chuốc lấy phiền não khổ đau mà chìm đắm trong sinh tử luân hồi? Phật dạy rằng tánh giác tất minh, vọng vi minh giác, nghĩa là do vọng tưởng phát khởi mà sinh ra phân biệt rồi chấp mắc hiện tượng vạn hữu. Cái phân biệt của con người trở thành năng minh để chống lại cái tánh giác diệu minh của hiện tượng vạn pháp và chấp thủ sai lầm về cái bản giác minh diệu của chính mình. Do vọng tưởng sai lầm đó mà dẫn đến những nhận thức sai lầm để có mừng, giận, thương yêu, sợ ghét. Đây là những khách trần phiền não có đến có đi, nhưng con người lại mở toan sáu cánh cửa năng minh mà đón mời nó vào để nó luôn chiếm ngự mãi ở trong lòng ta. Nói cách khác, vạn pháp vốn thanh tịnh, lục trần vốn thanh tịnh, lục căn vốn thanh tịnh. Nhưng con người lấy lục căn phân biệt lục trần, cho nên lục trần bây giờ trở thành đối tượng bị phân biệt, tức là sở minh, và lục căn biến thành năng minh. Mà đã có năng, có sở, nghĩa là có sự phân biệt đối đãi, và đó là nguyên nhân của phiền não khổ đau. Tánh giác nhất định phải là diệu minh, chứ không cần nhờ vào minh để làm sáng tỏ. Còn vọng là minh giác, nghĩa là vừa dấy động một niệm sở minh thì chính mình đã đánh mất tánh giác diệu minh rồi. Tánh giác thì bao trùm khắp giới, vốn không có năng minh, không có sở minh, không có năng giác, không có sở giác. Nhưng vì do vọng chấp mê lầm mà mình cho rằng mình có năng giác, còn đối tượng bên ngoài có sở giác. Khi có sự thiết lập của năng và sở, tức là trong và ngoài, thì sự phân biệt đối đãi hình thành và dĩ nhiên vọng niệm cũng phát khởi từ đây. Thí dụ, khi quán chiếu thấy tượng Phật bên ngoài, tức là sở minh, thì chúng ta dùng hình ảnh của Đức Phật bên ngoài mà xoay lại để thấy được Phật tánh bên trong của mình, tức là năng minh. Còn nếu chạy theo hình tượng Phật bên ngoài mà quên đi Phật trong tâm, Phật tánh thanh tịnh, bất sinh bất diệt của chính mình, thì chúng ta chạy theo sở minh mà quên bỏ năng minh vậy. Đây là nguyên nhân của phiền não khổ đau. Vì thế tánh giác vốn tự minh tự diệu, không có gì đáng gọi là sở minh. Nhưng do vọng chấp mê lầm mà giả dối lập ra sở minh và đối đãi phân biệt, sinh ra cái năng minh của chúng sinh.